ai cả đam mà đặt hôn mà nát cứ nâng khai chia để dụ rõ mình trai thầm mấy nờ chập bị thế ngay thì mà phải pí khai say ha chỉ làm pí pon mà phải bay cả một đi tới đây cứ bắt tam cả bậc cả rồi bỏ sầm đại để cho hôn sai để dụ rõ mình trai chăm té cả bị thế ngay mà sầm mình hay cái nông nô dương khơi tha cả khai chia để dụ rõ mình trai thầm mấy rồi bỏ ai cả đam ai đam còn nâng bản to cho chụp sầm này sầm ná chiều muối nâng cả mà có cả mà cả này đại chặt tục tha chỉ bị say đầm bốn đại ai cả đam chập nâng chập đam nông niêm chia để dụ rõ mình trai thầm mấy chiều muối nâng đầm nâng ri ri nè cứ cam mà có cam mà cả là đi rong chợ nơi khăn cẩm bồ đi thành phẩm bánh ban là lược lang sắm đai cả quan tro chấm bù ai cả đam mình đặt hôn mà nát sắm ráp cả từ tua ban tu nết tí chia để dụ rằng mình trai thay sắm ráp anh ti pram pí đã bay bận tọ đực non bờ tây campuchia ở đi chấm rán nâng ạ phi vọt tới mốc bận thảm tiền chấm bận chật nâng cả anh vọt ở bắc đài nâng bận chật nâng quan tro ở đam hôn mà nát bà to nát bà to kia ở nội dụ đập mặt đây bà to đập này được khỏi chuyện chẳng là bỏ của ấy cả đóng lòng bỏ quát kêu lo khang mình tên tiền sốc tốc cam có nâng bây giờ bùa đoạt tặng ác cứ quát sủa chỉ đóng cam có quát phải chất bê đai của quát cho mà chuột mà đong nâng cả áp bùa bỏ phục quát vừa ai mình càng nghe thua chả ơn nâng bộ sợ bài chẳng là bỏ sầm tai quát tai để kết cu đó là bom ôn cam có cam ca rồi đi tặng ác cướp bàn đá rung chạ quát tai để kết cu tại tại đó là à tháp bây giờ trên xe chia ra đôi chia bẹ quan đường bo sò sò thay toàn sọc cặp hiệp vậy tới cứ đo chờ chậm nói vừa ao bong phaon đại bong phaon cam 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 ca rồi đi quạt lo và sai chiêng môn cha nhom quan tro nhom quan tro bên tầm hằng nhom bên chật nhom bên chật tí muối xong đại đại châu hôn sén hai bờ miền ca plà đồ đo ai đom hôn mà nãy tiệt nên nhom rất tại bên chật tiệt chả hai cơ nhóm sân khâm một món tha từ tháng ngày một từ tháng ngày nào cột sầm đá cho rứa cò ai giờ đom hôn mà nay quạt lang chi này dù ra mình thấy tham mấy này quạt đang thưa ai bật chết rất tài ri chầm rán nâng miên sân sóc sân tệ phiếp hay nâng ri chầm rán chiêng nâng tiệt លោកកឹមច័ន្ទសំណាងប្រធានសហភាពសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជាសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានការរីចម្រើនកាន់តែខ្លាំងកម្មករមានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនសេដ្ឋកិច្ចក៏កាន់តែរីចម្រើនជាពិសេសដឹកនាំកម្ពុជាឆ្ពោះទៅសម្រាប់ចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050ផងដែរយើងឃើញសកម្មភាពកន្លងមកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតក៏តែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសំខាន់សំខាន់ហើយលោកមានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីជាច្រើនសម្ដេចតេជោវិញសម្ដេចតេជោកាលដែលលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសចាប់តាំងពីអ្វីដែលនៅក្នុងកម្ពុជាមានចំណុចសូន្យរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងអញ្ចឹងការផ្ទេរដំណែងនេះគឺអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតលោកមានបទពិសោធន៍ហើយមានកម្រិតវប្បធម៌ដែលគាត់រៀនដកបទពិសោធន៍ពីប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចសហគមន៍អន្តរជាតិផ្សេងៗអញ្ចឹងលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខាងដើមអញ្ចឹងថាសម្ដេចតេជោគាត់មានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអាដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតលោកកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងអាចមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងបន្តថែមទៀត